Hôm nay chúng ta tập một cái bước side step của bước Bachata, bước số 1. Lớp chúng ta mình sẽ bước ngang 1, 2, 3, ký 5, 6, 7, ký. Rồi mình sẽ bước ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, bây giờ mình đi hướng trước mặt. Chân phải bước ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hiện. Và mình sẽ bước tiếp mặt. Bước ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhớ gõ nhé. 1, 2, 3, dậm. 1, 2, 3, dậm. Ok. Rồi, chúc các bạn tập tốt.